Vì thế, đến khi gió Âu dần dần thổi sang phương Đông, tất cả những pháp do thánh nhân Trung Quốc lập ra đều bị bỏ đi, học theo văn hóa mới của Thái Tây, biến đổi tận gốc càng thêm dữ dội những tấn tưởng xấu xa như phế kinh điển, phế luân thường, phế hiếu, không hổ thẹn, tranh thành giành đất, tàn sát lẫn nhau, đều thấy diễn ra. Đạo làm người gần như bị diệt mất, do vậy người có tâm, lo cho thế đạo nhân tâm đường nhau cứu vãn, hoặc đề xướng Phật học, hoặc biên soạn thiện thư, không gì chẳng muốn cho con người đều biết nhân quả ba đời, luân hồi sáu nẻo, đổi ác hướng lành, dứt lòng tà, giữ lòng thành, sốt sắng hành tám đức hiếu đễ, trung tín lễ nghĩa liêm sỉ, luyện tập tám sự, canh vật trí tri, thành ý chánh tâm, tu thân tẩy gia trị quốc bình thiên hạ, hồng tự sáng tỏ minh đức, ở yên nơi địa vị trí thiện, tự giác được giác tâm, để khôi phục bầu trời sẵn có, sao cho nhân họa dứt, lễ nghĩa nhân nhượng thịnh hành, thuận lòng trời thì mưa nắng đúng thời, cõi đời quay lại thuở đường ngu, con người trở lại hiền thiện. Đấy chính là thâm tâm cứu thế của các vị hữu tâm ở mọi nơi. Tiên sinh Trần Kính Y ở Hải Môn, bác học đa văn, chú trọng tận tụy hành thực tiễn, hiểu nhân rõ quả cực lực mong giác thế yên dân, soạn ra bộ đạo đức tùng thư, gồm 15 loại, văn tự lẫn ý nghĩa đều viên thông, xử lý đích xác quả thật là món thuốc tốt lành cho căn bệnh trầm kha, là người hướng dẫn trong đường mê, nếu có thể khắc in lưu hành rộng rãi, thì lợi ích há thể tính lường được ư. Nguyện những người có tâm lực, khẩu lực, tài lực đều cùng chú ý. 51. Lời tựa nêu duyên khởi in cuốn Khuê Phạm theo lối Thạch Bản, năm Dân Quốc 17-1928. Hai khí âm dương trong trời đất hóa sanh vạn vật, thánh nhân lấy nam nữ chánh vị, chánh vị là hành xử đúng theo địa vị, tức là giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận để lập ra giềng mối. Trời đất rộng lớn con người chẳng thể nào diễn tả được, nhưng con người sống giữa trời đất, bảy thước bé tẹo đứng cùng trời đất thành ba ngôi, xưng là tam tài, bởi có thể giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, kế thừa người trước mở mang cho người sau, tham dự giúp đỡ quyền sanh thành trưởng dưỡng, chẳng đến nỗi uổng công trời đất sanh ra muôn vật. Đấy là duyên do con người là vạn vật chi linh, chỉ riêng con người được danh xưng cực tôn quý ấy. Nếu chẳng lấy đạo nghĩa làm gốc, chỉ mải miết ham muốn, ăn uống trai gái, há có khác gì cầm thú đâu. Gần đây thế đạo nhân tâm suy hãm đã đến mức cùng cực, những người dân vô tri bị tà thuyết bên ngoài mê hoặc, đưa nhau đề xướng phế kinh điển, phế luân thường, cứ muốn cho con người trong cả cõi đời đều chọn chẳng khác gì cầm thú mới thôi. Mối họa ấy khốc liệt, có thể nói là đến mức cùng cực. Xét đến căn nguyên, đều do gia đình thiếu dạy dỗ và chẳng biết nhân quả báo ứng mà ra. Nếu con người từ lúc được sanh ra, hàng ngày được cha mẹ hiền khéo dạy và biết họa phước tốt xấu, khác gì bóng theo hình, tiếng vọng theo âm thanh, chẳng khác gì trồng dưa được dưa, gieo đậu được đậu, dẫu dùng oai thế bức hiếp, bắt theo tà thuyết ấy, nếu không ắt phải chết, họ vẫn cứ nghĩ do chọn hết luân thường, mà chết cũng là may mắn, quyết chẳng đến nỗi sợ chết mà cầu thả đi theo. Thiên hạ chẳng yên, thất phu có trách nhiệm. Cái gốc để thiên hạ yên ổn hay loạn lạc chính là ở chỗ thất phu thất phụ có chọn được hết luân thường, chọn hết bổn phận hay không. Vì thế nói, cái gốc của thiên hạ là đất nước, cái gốc của đất nước là gia đình, cái gốc của gia đình là cái thân. Cố nhiên đây là thiên chức của hết thảy thất phu thất phụ, chứ không phải chỉ nói đến người có tước vị. Trong sự dạy dỗ nơi gia đình thì sự dạy dỗ của mẹ là quan trọng nhất. Bảy tánh tình của con người phần nhiều tiếp nhận từ mẹ, lúc còn trong thai thì bẩm thụ khí phận của mẹ, lúc nhỏ quen theo oai nghi của mẹ, nếu mẹ hiền chắc chắn chẳng đến nỗi sanh ra con cái không ra gì. Ví như vàng lỏng đúc thành món đồ, nhìn vào khuôn để biết món đồ ấy sẽ tốt hay hư, nào đợi phải đổ khuôn rồi mới biết hay sao. Nhân tài nước nhà đều từ gia đình, nếu ai nấy chú trọng vào giáo dục gia đình thì chẳng đầy mấy chục năm hiền nhân sẽ xuất hiện đông đảo. Lòng người đã chuyển, lòng trời sẽ tự thuận, thời tiết hòa thuận, mùa màng sung túc, dân giàu vật mạnh, phong thái đại đồng, thuở đường cũ ắt sẽ được thấy trong ngày nay. Do vậy những bậc lo cho đời, không ai chẳng đề xướng nhân quả báo ứng và giáo dục gia đình để làm căn cứ vãn hồi thế đạo nhân tâm. Nhưng muốn đề xướng cần phải có trợ giúp. Bốn quyển Khuê Phạm do tiên sinh Lã Thúc Giản Đời Minh biên tập vào năm Canh Dần, tức năm Vạn lịch 18-1590 đời Minh, do vậy được lưu truyền rộng rãi khắp nước, mọi nơi đều khắc bản ấn hành.
Gần đây sách bị thất truyền, con người không biết đến. Ông Châu Nghiệp cần tìm được trong tiệm sách cũ, cầm đưa cho ông Ngụy Mai Tôn coi. Mai Tôn thấy quyển một trích lược những là hai ý đẹp dạy dỗ nữ giới, trích từ Tứ Thư Ngũ Kinh và các truyện ký, quyển 2, quyển 3, quyển 4 chép cặn kẽ ngôn hạnh của các hiền nữ, vợ hiền và mẹ hiền. Trước mỗi chuyện có hình vẽ, sau mỗi chuyện có lời bình, để mắt người vừa chạm vào liền dấy lòng cảm kích, đường nhỏ bắt chước làm theo, thật đáng để giữ yên phương khôn, hòng giúp cho đạo bình trị, phụ trợ sự dạy dỗ trong gia đình, bồi đắp thêm cho oai nghi người mẹ, nên khôn ngoan vui thích tán thưởng. Lý Kỳ Khai nghe vậy, do bà vợ ông ta lúc còn sống đã tính lưu truyền những thiện thư hầu giữ yên chốn quê cát, nhưng chưa được toại nguyện, bèn tự đảm nhiệm in 500 bộ để hoàn thành chí nguyện ấy, xin tôi để tựa. Tôi nghĩ cuốn sách này vừa được in ra, nó sẽ có đông đảo bậc thục nữ anh liệt hương khởi tấm lòng, mong sao chọn hết phận mình, hoàn thành thiên chức. Trên là nói bước hai bà Phi, ba bà Thái, trong xử sự luân thường hàng ngày lo liệu giúp đỡ, un đúc giáo hóa dạy dỗ, ngõ hầu chồng lẫn con đều thành hiền thiện, hòng cõi đời đạt đến yên ổn tột bậc. Công đức ấy há thể diễn tả được ư? Do xét đến cội nguồn như thế, liền viết thành lời tựa. Năm 2, lời tựa trình bày duyên khởi của tịnh niệm liên xã tại trấn Hợp Hưng, thành phố Phụ Ninh, năm Dân Quốc 24-1935. Pháp môn tịnh độ chính là pháp môn đặc biệt trong cả một đời giáo hóa của Đức Như Lai, thích hợp các ba căn, hoàn toàn thông nhất trọn vẹn lợi căn lẫn độn căn, bậc đẳng giác Bồ Tát sắp thành Phật, chẳng thể vượt ra ngoài pháp này được. Tội nhân ngũ nghịch thập ác sắp đọa địa ngục cũng có thể dựa vào trong ấy, là con đường tắt để chúng sanh đều khổ, thỏa thích bản hoại xuất thế của Như Lai. Vì thế pháp này được vãng thánh tiền hiền, người người hướng về, ngàn kinh muôn luận chốn chốn chỉ quy. Xét từ khi đại giáo chuyển sang phương Đông, viễn công mở liên xã đầu tiên, bậc cao tăng đại nho dự hội gồm 123 người. Nếu xét trọn cuộc đời ngài, trong hơn 30 năm, những người tham gia liên xã tu tịnh nghiệp được vãng sanh, khi báo thân đã tận làm sao đếm xuể. Từ đấy trở đi, đời nào cũng có cao nhân hoằng dương truyền bá rộng khắp trong nước ngoài nước, tri thức các tông luật giáo thiền mật, hoặc chuyên chú ngầm tu, hoặc còn tán dương rõ rệt, đều lấy tịnh độ làm chỗ quy túc. Vì đây là pháp môn tổng trì, thành thủy thành chung, để mười phương ba đời hết thảy chư Phật trên thành Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh. Gần đây thấy đạo nhân tâm đắm chìm đến cùng cực, những vở tuồng xấu ác như phế kinh điển, phế luân thường, phế hiếu, không thẹn giành đất, tranh thành, tàn sát lẫn nhau, mỗi mỗi đều diễn ra, đến nỗi thiên tai nhân họa liên tiếp giáng xuống, vận nước nguy ngập, dân không lẽ sống. Người có lòng lo cho thế đạo đưa nhau để sướng Phật học, nêu tỏ nhân quả ba đời, chỉ rõ luân hồi lục đạo, chỉ ra Phật tánh sẵn có, tu tịnh nghiệp niệm Phật, để mong đẩy lùi cơn sóng cuồng loạn, khôi phục phong hóa thuần pháp, lập cư sĩ lâm, tịnh nghiệp xã, vân vân ở các nơi để làm phương cách cứu vãn, nếu không đạo làm người gần như bị diệt mất. Cư sĩ Thí Nguyên Lượng ở Hải Môn, ngụ cư ở Phụ Ninh, khai khẩn đất hoang, thường người đời muốn tu tịnh nghiệp, nhưng khổ vì không có người biết pháp, rốt cuộc đi theo các thứ ngoại đạo luyện đạt vận khí, để cầu trường sanh và thành Đại La Thần Tiên, ăn trộm những câu nói trong kinh Phật, để chứng tỏ đạo của chính mình là Phật Pháp chân truyền, như kẻ ngu coi mắt cá là trân châu, thật đáng thương xót. Nhưng Phật Pháp mênh mông chẳng tranh với người, nếu có thể tận lực tu trì chánh pháp, chắc chắn sẽ có ngày bọn họ nghe biết thanh danh, rồi dấy lòng cải tà theo chánh. Phàm những người tham dự liên xã, ắt đều phải giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà giữ lòng thành, được làm các điều ác vâng giữ các điều lành, dùng tín nguyện chân thành chỉ danh hiệu Phật, quyết chí cầu sanh thế giới cực lạc, dùng pháp này để tự hành, lại đem giáo hóa người khác. Để trong là cha mẹ anh em vợ con, ngoài là xóm giềng thân thích bè bạn, đều cùng được hồi ân Phật giáo hóa, đều cùng tu tịnh nghiệp, cùng trong đời này được nương theo Phật tự lực vãng sanh Tây Phương. Ngõ hầu chẳng phụ một phen thành tâm dự vào liên xã ngày hôm nay. Phải biết pháp môn niệm Phật lấy ba pháp tín nguyện hạnh làm tông. Điều quan trọng của niệm Phật là nhiếp trọn sáu căn tịnh niệm tiếp nối. Muốn nhiếp trọn sáu căn tịnh niệm tiếp nối thì bất luận đi đứng nằm ngồi, hãy thường niệm Phật hiệu, hãy niệm ra tiếng hoặc niệm thầm, đều cần phải lắng nghe tiếng niệm Phật của chính mình. Nếu làm được như thế, thì nghiệp tiêu chí dạng chứng tận phước cao, phạm làm bất cứ điều gì đều thuận lợi.
Đối với những nghề nghiệp sĩ nông công thường, chẳng những hoàn toàn không trở ngại gì, mà còn có thể khơi mở tâm linh nơi nghề nghiệp của chính mình, do vì tâm không tán loạn sẽ tự chủ trong công việc, như đối với trước mọi lẽ rối ren, nếu tâm thần ngưng lặng, sẽ giải quyết dễ dàng, nếu tâm thần chao động, sẽ gặp khó khăn. Do vậy, những bậc lập đại công, dựng đại nghiệp thuở xưa, công huân chủ bốn biển, ngôn hạnh lưu lại ngàn thu, đều là do học Phật đắc lực mà ra. Năm ba, lời tựa cho sách niệm Phật khẩn từ. Pháp môn niệm Phật cầu sanh tịnh độ chính là pháp môn đặc biệt trong cả một đời giáo hóa của Đức Như Lai, thích hợp khắp ba căn, bình đẳng nhiếp thọ phạm lẫn thánh. Trên là bậc đẳng giác Bồ Tát chẳng thể vượt ra ngoài, dưới là tội nhân ngũ nghịch thập ác cũng có thể dự vào trong số ấy. Dạy dỗ không phân biệt, hễ ai sanh chánh tín đều được lợi ích thật sự, hoàn thành ngay trong đời này. Kẻ chọn đủ phiền hoặc vẫn dựa vào dòng thánh, dường như biển cả dung nạp khắp trăm sông, như thái hư chứa khắp muôn hình tượng. Nếu Như Lai chẳng lập ra pháp này, thì chúng sanh đời mà ai có thể đoạn phiền hoặc, để liễu sanh tử, thoát ngũ trược, vượt khỏi tam giới. Ấy là vì hết thảy pháp môn đều phải nương vào đạo lực giới định huệ để đoạn phiền hoặc tham sân si. Nếu đạt đến mức có sức định huệ sâu, đoạn sạch được phiền hoặc thì mới có phần liễu sanh tử. Nếu chưa thể đoạn sạch phiền hoặc, dẫu cho anh có đại trí huệ, có đại biện tài, có đại thần thông, biết được quá khứ vị lai, muốn đi liền đi, muốn đến liền đến, vẫn chẳng thể liễu thoát được. Huống chi những kẻ kém cỏi hơn ư, cậy vào tự lực để liễu sanh tử sẽ khó lắm, thật khó như lên trời vậy. Nếu nương theo pháp môn niệm Phật, sanh lòng tin phát nguyện, niệm thánh hiệu Phật cầu sanh Tây Phương, bất luận xuất gia hay tại gia, sĩ nông công thương, già trẻ trai gái sang hèn hiền ngu, chỉ cần nương theo giáo pháp tu trì đều có thể nương vào Phật tự lực đới nghiệp vãng sanh. Hễ được vãng sanh thì định huệ chẳng mong được mà tự được, phiền hoặc chẳng mong đoạn mà tự đoạn, thân cận Di Đà thánh chúng vẫy vùng nơi đất vàng ao báu, nương theo duyên thủ thắng ấy để trở thành đạo nghiệp, để những người đới nghiệp vãng sanh sẽ lên thẳng địa vị bất thoái. Những vị đã đoạn được hoặc vãng sanh sẽ mau chứng vô sanh. Đấy toàn là cậy vào đại bi nguyện lực của A Di Đà Phật và sức tế nguyện niệm Phật của chính người ấy, cảm ứng đạo sao mà được lợi ích lớn lao ấy. So với hết kẻ chuyên cậy và tự lực thì khó dễ khác biệt vời vợi như trời với đất. Nhưng thường có kẻ ngu cảm phận kém hèn chẳng dám gánh vác, cũng có người học đạo tự xưng là đại thừa, nghĩ pháp này chẳng xứng để tu tập. Nếu biết kẻ ngũ nghịch thập ác khi lâm chung tướng địa ngục hiện, được bạn lành dạy niệm Phật, chưa đủ 10 tiếng đã được Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương, thì kẻ căm phận kém hèn sẽ dấy lòng tu trì. Kinh Hoa Nghiêm là vua cả Tam Tạng, trong chỗ quy tông cuối cùng của bộ kinh ấy, Phổ Hiền Bồ Tát dùng 10 đại nguyện phương hồi hướng vãng sanh Tây Phương, quyền thiện tài và các hoa tạng hải chúng nhất trí tiến hành cầu sanh Tây Phương để mong viên mãn Phật quả. Sao lại dám coi pháp môn này là tiểu thừa? Huống chi thiện tài đã chứng đẳng giác, hải hội thánh chúng đều chứng pháp thân, các vị ấy còn cầu sanh, ta là hạng người nào mà nghĩ pháp này chẳng xứng để tu tập? Chẳng những dựng cao chẳng kiêu mạn, mà còn là hủy báng Kinh Hoa Nghiêm, muốn phô trương hư danh đại thừa, đích thân tạo cái họa báng pháp cùng cực vậy. Nếu kẻ ấy một hơi thở ra không hít vào được nữa, cảnh giới hoa tạng thế giới chẳng thể nghĩ bàn, vốn tưởng mong mỏi đều biến thành cảnh khổ a tỳ địa ngục, chịu đựng đầy ắp những hình phạt để đền cái lỗi thuyết pháp trái nghịch kinh điển, tự lầm lầm người. Đến khi nghiệp báo sắp mãn mới tỉnh ngộ, liền phát tâm niệm Phật, liền được Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Khổ thay, may mắn thay, nguyện những ai học đại thừa đều dự ghé vào hoa tạng hải hội thì tự lợi lợi người cũng lớn lắm. Phạm những ai tu pháp môn niệm Phật thì phải chú trọng giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát bồ đề tâm, quyền khắp những người cùng hàng cầu sanh cực lạc. Nếu làm được như thế thì vạn người tu vạn người đến, quyết chẳng sót một ai. Ông Trịnh Bá Thuận ở huyện Bảo Sơn, tỉnh Vân Nam là bậc học rộng ngầm tu, thoạt đầu nghiên cứu kinh dịch để mong hiểu thấu gốc đạo của nho giáo, tiếp đó nghiên cứu cặn kẽ nguyên ủy kinh điển luyện đan để mong hiểu được bí quyết chân thật của thuật bảo vệ tánh mạng, sau đấy lại bỏ đạo luyện đan để tham thiền, biết tự lực chẳng bằng Phật lực, cuối cùng chuyên tu pháp môn niệm Phật, miệt mài lấy hy việc mình lẫn người đều cùng sanh Tây Phương làm chí hướng sự nghiệp, gửi thư xin quy y, liền được pháp danh là Đức Thuần. Ấy là vì pháp môn niệm Phật tùy nhiếp khắp các pháp thiền giáo lật mật,
Nhưng tu chỉ nơi địa vị phàm phu, cố nhiên phải lấy thuần nhất không tạp làm gốc. Ông ta còn phát khởi đại tâm mạnh mẽ, muốn lợi lạc khắp những người cùng hàng. Do vậy bèn soạn cuốn niệm Phật khẩn từ, để mong trí hay ngu đều biết rõ. Lời lẽ tùy nồng cạn gần gũi, nhưng lý thật sâu xa, như cái mốc chỉ lối cho người đi đường, như kim chỉ nam cho người đi biển. Đường theo đó mà hành, sẽ có thể về đến quê cũ, đền được bờ kia. Do vậy tôi bèn trình bày, duyên do tự lực và Phật lực, ngõ hầu những ai thấy nghe đều tu trì vậy. Năm tư, lời tựa cho tác phẩm kể văn Đạt Công Bút Ký Trích Yếu. Trích Yếu Bút Ký của ông Kỳ Quân. Nhân quả là phương tiện lớn lao để thánh nhân thế gian, lữ xuất thế gian, bỉ trị thiên hạ, độ thoát chúng sanh. Nếu chẳng đề xướng nhân quả thì thiện chẳng có gì để khuyên, ác không có gì để phạt. Chỉ có bậc đại hiền mới có thể giữ phận tuân đạo. Những kẻ khác ai có thể cam lòng chẳng phóng túng tình ý cho sướng khoái một đời ư? Do đã không có nhân trước quả sau thì hễ chết đi sẽ vĩnh viễn diệt mất, nghiêu hay kiệt đều chết hết sạch. Sao lại không dây tự buộc khư khư theo lễ giữ phận, để đến nỗi mọi việc đều chẳng được tự tại ư? Trong kinh sử nho giáo, xử lý nhân quả nhiều không xiết kể. Tiếc rằng những nhà nho sau này chẳng chịu suy xét sâu xa, thường thấy kinh Phật nói đến nhân quả tường tận, bèn muốn ra vẻ khác biệt với tông chỉ nhà Phật, ngược ngạo bảo những gì Đức Phật đã nói đều là hư vọng, chẳng biết đã trái nghịch thánh đạo, diệt thiên lý, chôn vùi cái gốc bỉ trị, hừng khởi đầu mối loạn lạc, gây nghi ngờ lầm lạc cho người đời sau, chôn vùi đạo thể. Những chuyện ấy đều là do những lời lẽ này tạo ra nền tảng vậy, chẳng đáng buồn ư? Từ khi có nhà Thanh đến nay, trong số những người bác học đa văn thì tiên sinh Giang Thận Tu là bậc nhất, tiếp đó là ông Kỷ Văn Đạt, rồi đến ông Viên Tử Tài. Họ Giang là bậc quân tử ẩn dật, cùng lý tận tánh, tuy chưa nghiên cứu Phật học nhưng đối với Phật pháp cũng chẳng bài bác, lại còn tin sâu nhân quả báo ứng. Vì thế đối với những quả báo do bảo vệ sanh mạng hay sát sanh, ông đều ghi chép hết để mong khơi gợi thiện niệm, dứt cơ duyên giết chóc. Từ những điều này có thể biết được cách suy nghĩ của ông ta. Viên Tử Tài thoạt đầu báng Phật, nhưng từ tuổi trung niên trở đi, do lịch duyệt ngày càng sâu, liền sanh lòng chân tín đối với Phật pháp. Chỉ vì cuồng vọng tự đại, lười nhác biếng trễ, không chịu thân cận cao nhân, lắng lòng nghiên cứu, tuy những sự tích cảm ứng trong Phật pháp ông ta đều sao chép, nhưng những gì ông ta bàn luận có thể hợp lý thích đáng được. Ông Kỷ Văn Đạt từ bé đến già dốc lòng tin tưởng nhân quả, hễ được thấy nghe những sự tích nhân quả nào đều ghi chép hết, trình bày cặn kẽ sáng sủa, văn bút thông suốt. Do ông ta hoàn toàn chưa từng nghiên cứu Phật pháp, nhưng cứ thường muốn bàn bạc thông suốt lý sâu, nên có khi bị mâu thuẫn thật nghĩa. Phật nói thế trí biện thông có thể nhập đạo. Ba ông Giang Kỷ Viên học rộng mà vẫn chẳng biết Phật pháp chính là tâm pháp nơi chính mình, để rồi chuyên tinh nghiên cứu hòng đích thân chứng được, chẳng đắc đáng tiếc quá. Nếu họ bỏ chút thời gian rảnh rỗi nghiên cứu đại lược, lẽ đâu chẳng phát đại bồ đề tâm, chuyên tinh dốc sức hoằng dương đại pháp, để mong ta lẫn người đều cùng thoát khổ luân, đều cùng thành giác đạo. Lẽ nào chỉ ghi chép sự tích nhân quả để mở ra một con đường hướng thiện cho người đời mà thôi? Nhưng những sao chép ấy thật sự có lợi ích lớn lao. Vì thế cư sĩ Trần Địch Châu trích lục 100 thiên từ bộ Duyệt Vi Thảo Đường Bút Ký tính in ra để phổ biến lưu thông, hoặc làm tấm gương xét soi cho những kẻ không biết nhân quả trong cõi đời. Nhân quả giống như bóng theo hình, tiếng vọng đi theo âm thanh, chưa hề có hình mà không có bóng, có âm thanh mà chẳng có tiếng vọng vậy. Vì thế kinh thư nói, huệ địch cát tùng nghịch hung duy ảnh hưởng, thuận theo đạo lý thì tốt, trái nghịch thì xấu, giống như bóng theo hình, như tiếng vọng đi theo âm thanh vậy. Những kẻ bàn chuyện cao xa cho nhân quả là hư huyễn, khác gì chấp rằng mẹ quyết chẳng thể sanh được con, con quyết chẳng phải do mẹ sanh ra ư? Trong đời nếu có kẻ như vậy, ắt bị người ta coi là điên khùng. Rất lạ là nhà nho đọc sách thánh hiền chẳng lấy ngôn luận của thánh hiền làm chuẩn, chẳng lấy sự thật xưa nay làm chuẩn, cứ lấy sự thiên chấp cái nhìn lập lạc của chính mình làm chuẩn. Một người sướng mọi người hùa theo, kẻ mù dẫn lũ đuôi kéo nhau vào lửa, đến nỗi thế đạo nhân tâm ngày một đi xuống, đến nỗi phế kinh điển, phế luân thường, phế hiếu không hổ thẹn, giành đất, tranh thành, tàn sát lẫn nhau mà vẫn nhơn nhơn tự đắc, cho là ta chú trọng quay về đại đạo, chẳng bắt chước bọn hủ bạn đời trước cứ luôn luôn câu nệ, trói buộc khiến cho con người suốt đời chẳng thể tùy ý làm được gì, nay ai nấy đều được tự tại. Từ nay trở đi chúng ta cũng được hưởng hạnh phúc tự do, nghĩ đến điều gì đều làm được cả.
Cõi đời mai sau có bọn ta cải cách, còn người mai sau được sống cùng thời bọn ta. Giả thuyết như vậy đều do những kẻ bài xích nhân quả ươm thành. Nếu như lý nhân quả được nhà nhà khuyên dạy giảng giải, cha mẹ dùng đó để dạy con cái, sư trưởng dùng đó để giáo huấn học trò, thì có ai chịu diệt lý rối luân thường? Hiện dáng vẻ xấu xí trước gương sáng nữa ư? Chỉ vì bậc đại nho trong cõi đời thường hay bài xích kẻ tiểu nho, dẫu biết là sai mười mươi đi nữa, cũng chỉ đành người ta nói sao ta cũng ử vậy, để khỏi bị mọi người chó miệng chê bai khích bác. Nơi trường học đã như vậy thì trong gia đình càng không có lý do gì để bàn đến. Rốt cuộc đến nỗi những kẻ theo tần học hoàn toàn vứt bỏ nhân luân, diệt thiên lý, muốn cho con người hoàn toàn chẳng khác gì cầm thú. Mối họa ấy chẳng quy vào những kẻ bài xích nhân quả thì còn quy vào ai đây? Lành thay lời nói của tiên sinh Châu An Sĩ, người người đều biết nhân quả, đấy là đạo để bình trị lớn lao. Ai ai cũng chẳng biết nhân quả, đấy là con đường đưa đến đại loạn. Tôi thường thường cõi đời rối ren, nhưng không sức cứu vãn do lời thỉnh của Trần cư sĩ, bèn trình bày đại lược cội nguồn lợi hại như thế đó. Năm năm, lời tựa lưu thông sách địch triều danh họa Quán Âm Thánh Tượng Kha La bản ấn, năm Dân Quốc 27-1938. Quán Thế Âm Bồ Tát thành Phật đã lâu trong vô lượng kiếp trước, hiệu là Chánh Pháp Minh, an trụ trong tịch quang tịnh độ, thường hưởng pháp lạc chân thường, nhưng do bi tâm vô tận, tử thệ chẳng cùng, lòng cứu khổ ân cần, niệm độ sanh tha thiết, nên lại chẳng để tịch quang hiện hình trong chín giới. Trong các cõi Phật nhiều nhất số vi trần trong mười phương, hiện khắp các sắc thân, tầm thanh cứu khổ, nhưng đối với thế giới xa bà, càng thương xót sâu đậm hơn. Có những kẻ nào thiện căn chưa gieo, chưa chín muồi, chưa độ thoát, liền dạy họ gieo, khiến cho chín muồi, khiến cho độ thoát, để dùng thân nào để độ được, bèn hiện thân ấy thuyết pháp. Những thần đã hiện, những pháp ngài đã nói, mỗi mỗi tùy thuận cơ nghi, chọn chẳng nhất định, nhưng hiện tiền được liệu mọi khổ, tương lai, thường hưởng chân lạc thì đều giống hệt. Nhiều năm gần đây, thế đạo nhân tâm càng ngày càng đi xuống, giành đất, tranh thành, tàn sát lẫn nhau, nhân họa đã khốc liệt, tiền tài lại xảy đến, lũ lụt hạn hán, sâu dày hôn dịch, cùng lúc giáng xuống. Những tai họa ấy đều do những ác nghiệp của mọi người trong đời trước hoặc đời này chiêu cảm, nhưng tâm đã tạo được nghiệp thì tâm sẽ truyền được nghiệp. Đang trong lúc thiên tài nhận họa đồng thời xảy ra này, nếu có thể phát tâm trí thành, niệm thánh hiệu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, thệ nguyện từ nay trở đi giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thì chắc chắn sẽ được ngài dùng lòng từ che chở, gặp giữ hóa lành, trong các họa hoạn chẳng bị nguy hiểm. Ấy là dùng biệt nghiệp niệm thánh hiệu Bồ Tát trong hiện tại để truyền cộng nghiệp đã tạo trong đời trước hoặc đời này. Vì thế thường được tốt lành, chư Phật Bồ Tát có hết thảy chúng sanh trong lục đạo như con ruột, thường muốn cho họ được lìa khổ hưởng vui, hiềm rằng chúng sanh mê muội chẳng sanh lòng tin tưởng, đến nỗi uổng phí tử tâm chẳng thể được lợi ích. Ví như mặt trời rạng rỡ giữa trời, chiếu khắp muôn phương, kẻ đội trậu dù có đứng ngay dưới đó cũng chẳng được chiếu. Lỗi do đội trậu chứ mặt trời đâu có lỗi. Gần đây sát kiếp ngập tràn, nhân dân tử vong lưu lạc tan tác, khổ chẳng nói nổi. Cư sĩ Phí Huệ Mậu ở Nam Thông muốn bày cách cứu vãn từ lâu, nên đặc biệt sưu tầm những thánh tượng Quán Thế Âm do những nhà danh họa thuộc năm triều đường Tống Nguyên Minh Thành đã vẽ, được 142 bức, dùng loại giấy tuyên tốt nhất, in theo lối Kha La bản 1000 bộ, ngõ hờ người thấy nghe đều cùng danh chánh tín, cùng niệm thánh hiệu, cùng tiêu trừ ác nghiệp trong đời trước và đời này, cùng gieo thiện căn bồ đề. Phải biết Bồ Tát vô tâm, lấy tâm của chúng sanh làm tâm, Bồ Tát không cảnh, lấy cảnh của chúng sanh làm cảnh. Vì thế hễ cảm liền thông, chẳng phải suy nghĩ để ứng. Ấy là vì bản thể của tâm chúng sanh và bản thể của tâm Bồ Tát tương thông khít khao, do chúng sanh trái giác hiệp trần nên thành ra hiện tượng tuy thông mà chẳng thông. Nếu chúng sanh một niệm sanh lòng tin, kiền thành trì thánh hiệu, trái trần hiệp giác, bỏ mê về với ngộ, sẽ lại biến thành hiện tượng chẳng thông mà thông. Vì thế hễ gặp phải hiểm nạn cực lớn, vừa niệm liền được cảm ứng. Lại nữa, Bồ Tát hiện thân chẳng chuyên hiện thân hữu hình, chẳng chuyên hiện thân hữu tình, ngay như núi sông cây cối, cầu bến thuyền bè, lầu đài nhà cửa, tường vách thôn xóm cũng đều tùy cơ mà hiện, ắt đều khiến cho kẻ đã lâm vào tuyệt địa lại gặp đường thông, không chỗ trốn tránh, lại được nơi che đậy lớn lao, đủ mọi loại cứu vớt che chở, có thể tuyên nói trọn.
Hãy nên đọc Quán Âm Bổn Tích Tụng, Quán Âm Ly Cảm Lục, Quán Âm Từ Lâm Tập sẽ biết được đại lược. Đang trong lúc thiên tai nhân họa liên tiếp giáng xuống này, nếu chẳng sửa ác tu lành, thường niệm thánh hiệu Quán Âm để được nương cậy, thì muốn được yên vui sẽ là chuyện khó khăn nhất trong mọi điều khó. Dẫu hoàn toàn chẳng có tai nạn gì, cũng nên thường niệm ngõ hầu sống sẽ hưởng ngũ phước, dựa vào địa vị thánh hiền cao cả, tác sẽ lên chín phẩm, triệt chứng tâm đại giác. Người làm được như thế thì mới an ủi được tâm Bồ Tát cứu khổ, do Bồ Tát phổ thí vô úy, ban cho khắp tất cả mọi loài sự không sợ hãi, nên chúng sanh được viên mãn Bồ Đề rồi, thì tâm đại từ bi thí vô úy của Bồ Tát mới thôi. Kinh Pháp Hoa dạy, nếu có chúng sanh nhiều dâm dục, nóng giận, ngu si, thường niệm cung kính Quán Thế Âm Bồ Tát để được lìa dục, lìa sân, lìa si. Nguyện người thấy nghe đều thường niệm. 56. Lời tựa cho bộ phóng sanh Trương Tín Lục của chùa Pháp Vân, năm Dân Quốc 21, 1932. Xem khắp cổ kim, thời bình trị thì ít, thời loạn lạc lại nhiều. Dẫu cho thịnh trị thì bất quá chỉ được một trăm mấy chục năm mà thôi. Nguyên do vì đâu? Ấy là do cái nghiệp đời trước sát sanh ăn thịt kết thành, và do cái tâm tự tư tự lợi trong đời này mà ra. Kết quả của sát nghiệp chỉ có ăn thịt là dữ dội nhất. Cả một đời người chẳng biết ăn thịt mấy trăm ngàn vạn sanh mạng, chỉ mong thỏa thích bụng miệng ta, bất kể nỗi khổ của chúng. Tuy là cậy mạnh nuốt yếu mặc sức ta làm, nhưng chất độc oán hận kết lại trong tám thước điển, đời đời kiếp kiếp giết chóc lẫn nhau, chẳng nhổ bỏ cái gốc ấy khó chuyển được sát kiếp. Huống chi kẻ có trí thức nhưng chẳng biết thật sự thật lý nhân quả ba đời luân hồi sáu nẻo, bèn coi chuyện tự lập lập người, tự đạt làm cho người khác đạt là viển vông sai lầm, chỉ muốn đoạt hết của cả người khác về tay ta. Do vậy tranh thành giành đất, dẫu giết người ngập thành ngập đồng vẫn chẳng đoái hoài. Ý họ muốn mở rộng cương thổ của ta, tăng lớn thế lực của ta, để con cháu ta hưởng phước vĩnh viễn. Chẳng biết trời đất lấy hiếu sanh làm đức, đã sống trong khoảng trời đất hiếu sanh ghét giết, sao lại khiến cho con cháu hưởng cái phước nghịch trời trái lý đạt được bởi sự giết người vô lượng ấy? Chính họ khi một hơi thở ra không hít vào được nữa sẽ vĩnh viễn đọa trong tam đồ ác đạo, sao lại đáng thương như vậy? Con cháu nếu chẳng phải là những người bị ta chiếm đoạt tài sản trong đời trước nay đến sanh vào nhà ta, thì sẽ tuyệt diệt đến hết sạch, chọn chẳng sót một ai. Thành Đường Sơn Chỉ ghi chép, vào đời Tùy Triệu Lương Tướng ở Đại Châu, giàu nước đỗ đổ vách, có hai đứa con, trưởng tên là Mạnh, thứ tên là Doanh. Doanh mạnh mẽ, Mạnh yếu đuối. Lúc sắp mất, Lương Tướng chia tài sản ra làm hai phần, Mạnh được phần hơn. Đến khi Lương Tướng mất rồi, Doanh cướp đoạt sạch, chỉ để lại cho Mạnh một dẻo vườn nhà. Mạnh làm thuê kiếm sống, sau đó Doanh chết đi, làm con của Mạnh tên là Hoàn. Mạnh chết đi, đầu thai làm cháu của Doanh tên là Tiên. Hoàn lớn lên làm đầy tớ cho Tiên, lòng hận Doanh cướp đoạt sản nghiệp. Đúng dịp Tiên muốn đi triều bái Ngũ Đài sai Hoàn theo hầu, vào trong núi đến chỗ đồng trống không người. Hoàn rút dao nói, ông nội mày đoạt gia nghiệp của tao, tao sẽ giết mày. Tiên chạy lẹ, Hoàn đuổi theo. Tiên chạy vào một am tranh, một vị lão tăng ngăn họ lại, trao cho mỗi người một chén trà thuốc. Uống xong như mộng vừa tỉnh, biết rõ chuyện trước kia, cảm thấy hổ thẹn đau xót. Lão tăng nói, Doanh là tiền thân của Hoàn, cướp đoạt sản nghiệp của người khác chính là tự vứt bỏ sản nghiệp của chính mình. Tiền là Mạnh đầu thai trở lại để hưởng sản nghiệp trước kia, lời cha vẫn còn đó. Hai người bèn xuất gia tu đạo tại Ngũ Đài. Hai người này đời trước có thiện căn nên được Bồ Tát điểm hóa. Được kết quả như thế đó, nay người đời coi giết người là vui, quả báo về sau sẽ khó lòng tưởng tượng được. Năm Dân Quốc 11, 1922, các vị thiện sĩ Phụng Mậu Hoa, Ngụy Mai Tôn, Vương Ấu Nông, vân vân, do thấy sát kiếp tràn lan, nghĩ cách cứu vãn, bèn tậu đất bên sông Tam Xoa lập chùa Pháp Vân làm đạo tràng, niệm Phật phóng sanh. Đến Năm Dân Quốc 12, 1923, đào chín cái ao sâu để phóng sanh theo từng loài. Năm Dân Quốc 13, 1924, liền bắt đầu lo phóng sanh, hoặc chính mình mua về thả, hoặc có thiện sĩ mua đến thả. 8 năm qua, số lượng loài vật do chính hội ấy mua về phóng sanh tính ra tổng cộng là 360-70 gánh, đến chi phí tổng cộng là 4.600 mấy chục đồng, đều do các thiện sĩ nối tiếp nhau thực hiện. Này đem số lượng những con vật được thả và khoản tiền chi dụng trong 8 năm lập thành báo cáo, ngõ hầu ai nấy đều rõ biết. Suốt 9 năm nay,
Vị thường sống ở nơi ấy chịu đựng nhọc nhằn chẳng hề gian khổ chính là Hòa Thượng Tâm Tịnh. Những người khác tuy cũng tận lực duy trì nhưng chưa ai truyền dốc sức vào đấy bằng sư Tâm Tịnh. Xét ra hành động phóng sanh vốn nhằm thoát khỏi cái tâm kiêng giết, ăn chay của những người cùng hàng. Nếu có thể kiêng giết ăn chay thì sát nghiệp chẳng tạo, sát báo sẽ tự dứt. Đối với những nghiệp đã tạo từ trước thì dùng sự kiệt lực tu thiện chí thành niệm Phật để tiêu diệt. Phải biết chùa Pháp Vân phóng sanh quả thật đã đi tiên phong dẫn đường cho hết thảy những người cùng hàng kiêng giết ăn chay vậy. Người có tâm do nghe được chuyện ấy sẽ dấy lòng, cùng sanh tâm từ bi rộng lòng trắc ẩn, cùng hành đạo nhân từ với người khác, yêu thương loài vật sẽ thấy loài người chuyển biến, quyến thuộc trời thường giáng xuống, mưa nắng đúng thời, ngũ cốc sung túc, lễ nghĩa nhân nhượng, hưng thịnh, chiến tranh tiêu diệt, trong ngoài hiệp hòa, thiên hạ thái bình. Đấy chính là điều các vị như ông Phùng vốn dốc trí qua việc tạo dựng chùa Pháp Vân để sướng phóng sanh vậy. 57. Lời tựa cho bài ca tụng kinh Vô Lượng Thọ, năm Dân Quốc 25-1936. Pháp môn tịnh độ lớn lao không gì ra ngoài, toàn thể sự chính là lý, toàn thể tu chính là tánh, hạnh cực bình thường, lợi ích cực thù thắng. Ấy là vì dùng quả địa giác làm nhân địa tâm, nên được nhân trùng biển quả, quả tột nguồn nhân. Hết thảy pháp môn không gì chẳng lưu xuất từ pháp giới này, hết thảy hạnh môn không môn nào chẳng trở về pháp giới này. Thích hợp pháp ba căn của gồm thâu trọn vẹn, lợi căn lẫn độn căn, đẳng giác Bồ Tát chẳng thể vượt ra ngoài được, tội nhân ngũ nghịch thập ác cũng có thể dự vào trong ấy, thống nhất các tông luật giáo thiền mật, truyền xuyên các giáo quyền thật đốn tiệm. Trong cả một đời giáo hóa của Đức Phật, riêng một pháp môn này là đặc biệt, chớ nên dùng giáo nghĩa theo đường lối thông thường để phân định nhân quả tu chứng của pháp này. Giờ này có nhiều kẻ thâm nhập kinh tạng, triệt ngộ tự tâm, nhưng chẳng sanh lòng tin tưởng đối với pháp môn này, vì chấp chặt vào giáo nghĩa cậy vào tự lực của đường lối thông thường để luận định nhân quả đặc biệt cậy vào Phật lực mà nên nỗi. Nếu biết nghĩa này thì tấm lòng tin tưởng tu trì ngay đến cả Đức Phật cũng chẳng thể ngăn trở được, vì pháp môn này chính là pháp môn tổng trì thành thủy thành chung để mười phương ba đời hết thảy chư Phật trên thành Phật đạo giới hóa độ chúng sanh. Bởi thế pháp này được chín giới cùng quay về, mười phương cùng khen ngợi, ngàn kinh cùng xiển dương, muôn luận đều tuyên nói. Xét đến chỗ phát khởi pháp này thì quả thật từ cuối hội Hoa Nghiêm, thiện tài tham học khắp các tri thức để chỗ Phổ Hiền Bồ Tát được oai thần của Đức Phổ Hiền gia bị, sở chứng bằng với Phổ Hiền ngang với chư Phật, trở thành đẳng giác Bồ Tát. Phổ Hiền bèn xưng tán công đức Như Lai thủ thắng nhiệm mầu, khuyến tấn thiện tài và hoa tạng hải chúng đều cùng dùng công đức của 10 đại nguyện vương hồi hướng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới để mong viên mãn Phật quả. Do hoa tạng hải chúng đều là các pháp thân đại sĩ thuộc 41 địa vị, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa đẳng giác, do các vị ấy đi chọn khắp các cõi Phật số nhiều như vi trần, nên thệ nguyện Di Đà, cảnh duyên cực lạc, nhân quả vãng sanh, mỗi mỗi đều hiểu rõ không cần phải nói nữa. Nhưng trong hội Hoa Nghiêm, chọn chẳng có ai là phàm phu nhị thừa và quyền vị Bồ Tát. Do vậy tùy hoằng dương lớn lao pháp này, nhưng phàm phu tiểu căn không cách chi vâng nhận được. Đến hội Phương Đẳng, Đức Phật vì khắp hết thảy trời người phàm thánh, nói kinh Vô Lượng Thọ, chỉ rõ nhân hạnh quả đức xưa kia của Phật A-di-đà, cảnh duyên cực lạc đủ mọi thứ thủ thắng nghiệm mầu, nhân quả phẩm vị tu chứng của hành nhân. Kịch này chính là chỗ quy tổng cuối cùng của kinh Hoa Nghiêm vậy. Tuy được nói trong thời Phương Đẳng, nhưng giáo nghĩa quả thật thuộc thời Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm chỉ hạn cuộc nơi pháp thân đại sĩ, nhưng kịch này nhiếp trọn khắp thành thánh phàm trong chín giới. Dẫu dùng thời Hoa Nghiêm để luận thì kinh này vẫn là đặc biệt, hướng là các thời khác ư. Nếu Đức Như Lai chẳng mở ra pháp này, chúng sanh đời mà không một ai có thể liễu sanh tử. Do lòng đại từ, Đức Phật rất sợ chúng sanh chẳng thuận tiện thọ trì được, bèn lại nói kinh A-di-đà, ngõ hầu họ thường đọc tụng hàng ngày, lại nói kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật để y báo chánh báo trang nghiêm cõi Tây Phương, thường hiện hữu trong tâm mục của các hành nhân. Ba kinh này tuy kinh văn, tuy rộng lược, khác nhau, nhưng lý chẳng hề khác biệt. Người học đề bài pháp nếu trí lực sung mãn, chẳng ngại gì tu chọn vạn hạnh hồi hướng vãng sanh, nếu không đương nhiên chuyên tu tịnh nghiệp để mong nương vào Phật tử lực vượt ngang ra khỏi tam giới, lên thẳng chín phẩm sen. Kinh Vô Lượng Thọ có rất nhiều bản chú giải cổ, gần như đều bị thất lạc hết, còn sót lại chẳng được mấy.
Đại sư đạo truyền đọc tụng kinh này cảm niệm sâu xa ơn Phật, soạn bài tụng để tán dương. Tuy chưa thể nêu tỏ giải bày trọn vẹn ý nghĩa kinh và tâm Phật, nhưng cũng có thể phụ trợ tín nguyện cho bọn ta là hạng không có sức đoạn hoặc chứng chân, khiến cho hùng tâm kiên quyết vãng sanh được mạnh mẽ. Vì thế cho ấn hành lưu thông vậy. 58. Lời tựa cho bài ký Địa Tạng Bồ Tát cứu mẹ trong kiếp xưa, năm Dân Quốc 17-1928. Tâm chúng sanh và tâm Phật chẳng hai. Kẻ chẳng thể làm Phật thường làm chúng sanh là vì chính họ không có huệ lực, chẳng thể giác ngộ, lại không được thiện tri thức chỉ dạy. Do vậy dùng diệu tâm sẵn có Phật tánh để làm căn bản, khởi hoặc tạo nghiệp, đến nỗi trải vô lượng kiếp luân hồi lục đạo, chọn chẳng có thừa thoát ra, chẳng đáng buồn ư. Vì thế Đức Thế Tôn ta lúc mới thành chánh giác, lên cùng trời đào lợi, vì mẹ thuyết pháp muốn khiến cho hết thảy chúng sanh đều mong báo ân cha mẹ. Liền đặc biệt nêu rõ chuyện Địa Tạng Bồ Tát trong kiếp xưa, do cứu mẹ nên rộng phát thệ nguyện Bồ Đề, làm thuyền bè vượt biển khổ cho chúng sanh đời vị lai. Chọn bộ kinh văn lý sự rõ ràng tường tận, văn từ thoáng đạt rõ rệt. Hai chuyện này Địa Tạng cứu mẹ trong ấy càng cho thấy rõ những nghĩa lý tâm này là Phật, tâm này là Phật. Tâm này làm chúng sanh, tâm này là chúng sanh. Và tâm tạo được nghiệp thì tâm chuyển được nghiệp. Tâm chẳng thể chuyển được nghiệp thì nghiệp sẽ trói buộc tâm. Thật có thể nói là người dẫn đường nơi nẻo hiểm, là đuốc huệ nơi ngõ tối, là kho báu cho kẻ nghèo thiếu, là thóc gạo cho năm đói kém, khiến cho hết thảy chúng sanh mê muội mau được giác ngộ, hết thảy những đứa con hiếu thuận có được dư thừa. Lợi ích của kinh chẳng thể tuyên nói được. Từ khi Đức Phật nói kinh này xong, phạm tại Tây Thiên Đông Độ, những người đọc kinh này tâm được hưng khởi, kẻ sao cho xiết. Cư sĩ phụng trì xót mình chưa thể hiếu dưỡng với mẹ, truy niệm ơn đức, ôm hận suốt đời, nguyện khắp những kẻ làm con trong thế gian tùy thời tùy sự, để chọn đạo hiếu nghĩa đến ơn sâu cổ lao, ắt sẽ làm sao cho cha mẹ ta được rốt ráo yên ổn, nơi bảo sở mới thôi. Do vậy dùng tâm trí thành niệm thánh hiệu Phật, kiêm dùng lòng cung kính giữ vẹn luân thường, tận hết thiên chức của chính mình, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện, dùng công đức ấy để giúp cho cha mẹ ta được lợi ích. Quyết mong sao cha mẹ còn sống thì nghiệp chướng tiêu trừ, thiện căn tăng trưởng, phước thọ tăng cao, trí huệ mở mang. Khi khuất núi thì thận thức siêu thăng cõi tịnh, nghiệp trả lại trần lao, chứng vô sanh nhẫn, lên địa vị bất thoái. Lại phải biết, hết thảy chúng sanh đều là cha mẹ quá khứ, là chư Phật vị lai. Hãy nên dùng tâm đại bồ đề, tùy thuận cơ nghi vì họ tuyên nói và cứu vớt, ngõ hầu trên khế hợp tâm Phật, dưới phù hợp nguyện của chính mình. Gió tử vừa giấy sát nghiệp liền tiêu, sẽ thấy lễ nghĩa nhân nhượng hương thịnh, can qua dứt bạt vĩnh viễn, phong tục tốt đẹp, thiên hạ hòa bình. 59. Lời tựa cho nghi thức niệm tụng của đạo tràng chuyên tu tịnh độ Đinh Nham Sơn Tự, năm Dân Quốc 27-1938. Nghe Di Đà thệ nguyện dạy chúng sanh phương hướng tâm làm tâm là thích hợp khắp chín giới. Pháp môn tịnh độ là đạo thành thủy thành trung của Như Lai, thỏa thích lớn lao bản hoài của Phật. Phật tổ xuất thế đều lập pháp thuận theo cơ nghi, kẻ độn căn đời mạc nên chọn lấy pháp vừa khế lý lại vừa khế cơ để chuyên dốc, chuyên dòng dốc sức ngõ hở nương theo Phật tử lực, vượt ngang ra khỏi tam giới ngay trong một đời này giải quyết xong xuôi. Đại sự sanh tử chẳng thể dễ dàng giải quyết trong trăm ngàn vạn kiếp. Linh Nhàm là ngôi chùa cổ được khai sáng từ thời Đông Tấn, trải các đời Tống, Tề, Lương, Trần, Tùy, Đường bao lượt được sắc tu. Những vị trụ trì xưa kia phần nhiều chẳng thể tra cứu được, còn những vị trụ trì đời Tống phần lớn là bậc đại lão nhà thiền, vì thế đạo phong đứng đầu miền Giang Triết. Sau đấy mãi đến tận đầu đời Thanh vẫn cứ như vậy. Lịch sử truyền thừa của nhà chùa đã được ghi chép trong sách vở, ở đây không cần phải ghi cặn kẽ. Gặp loạn Hồng Dương, chùa cháy tan hoang, vị tăng tên Niệm Thành ở trong tháp báu, gặp đúng lúc ông Bảnh Cương Trực lên chơi núi, chuyện trò hợp ý, bèn tra xét rõ ràng ruộng đất, nhân đấy dựng hơn 10 gian điện đường, nhưng vẫn chưa sắp xếp tăng sĩ tu hành nơi đây. Đến đời Tuyên Thống, vị tăng sống ở đấy do bị mất y, đánh lầm người lui tới. Người dưới núi bèn kéo nhau đến hỏi tội, ông tăng liền bỏ trốn, tất cả đồ đạc trong chùa đều bị những kẻ kéo đến dọn sạch. Vị hương thân là Nghiêm Lương Sán, do thấy danh sơn vô chủ, bèn bảo vị tăng chùa Bảo Tạng là Minh Hú thỉnh thầy vị tăng ấy là Hòa Thượng Chân Đạt đến tiếp nhận. Hòa Thượng Chân Đạt phát nguyện sau này tìm được người thích hợp sẽ giao cho người ấy chuyên tu pháp môn tịnh độ, lập ra cách thức chẳng giống với những nơi khác, chuyên nhất niệm Phật,
nhất loạt, chẳng thực hiện hết thảy Phật sự mang tính cách thủ tiếp. Bắt đầu từ năm Dân Quốc 15, 1926, hơn 10 năm qua, nghiễm nhiên trở thành một đạo tràng lớn mà chẳng cầm sổ hóa duyên. Mỗi ngày tu trì chẳng khác gì đạt Phật thất. Khi mở Phật thất, chỉ thêm lễ cúng dường Phật, hồi hướng trước bản linh mà thôi. Bất luận thí chủ thỉnh bao nhiêu vị tăng tham dự niệm Phật, đều là cả chùa cùng niệm, đem số tiền cúng dường của thí chủ với ý định mời bao nhiêu vị tham dự niệm Phật chia đều cho cả chùa. Vì thế chẳng lập danh sách những vị tăng được mời tham dự Phật thất, do không lập danh sách nên không bị tị nạnh ghi tên người ta mà chẳng ghi tên tôi. Nếu làm Phật sự thủ tiếp các nơi thì chánh khóa, khóa tụng, chánh yếu của chùa ắt bị gián đoạn. Khi lịch nhàm đạt Phật thất, công khóa chỉ có tăng thêm chứ không giảm. Vì thế tuy công khóa nghiêm ngặt nhưng mỗi kỳ Phật thất số người đến ghi danh thường là 30-40, chỉ có mấy người bỏ đi mà thôi. Ăn uống giống hệt nhau, không phân biệt chủ khách hay người làm công, chùa này đúng là chùa thập phương. Một, trụ trì bất luận là thiên thai hiền thủ, lâm tế, tạo động, chỉ lấy giới hạnh tinh nghiêm, tin sâu pháp môn tịnh độ làm chuẩn, chỉ truyền hiền, chẳng truyền pháp, để dứt thói tệ, pháp quyến riêng tư. Hai, truyền thừa trụ trì luận theo thứ tự, chẳng luận theo thế hệ, để tránh thói tệ, bậc cao đức phải ở dưới kẻ đức hạnh, tầm thường. Ba, không truyền giới, không giảng kinh, để khỏi bị trèo kéo dao động nhiễu loạn chánh niệm. Trong chùa tuy hàng ngày thường giảng nhưng chẳng thăng tỏa và níu kéo người ngoài đến nghe. 4. Truyền nhất niệm Phật, trừ đả Phật thất ra, nhất là không làm hết thảy Phật sự thủ tiếp. 5. Bất luận là ai chẳng được thâu nhận thế độ đổ đệ trong chùa. Trong 5 điều hễ trái một điều nào lập tức ra khỏi chùa. Khóa tụng sớm tối phần lớn giống như câu khóa thông thường nhưng cũng có chỗ khác biệt. Người mới đến nếu không có kinh sách để xem chắc là sẽ hiểu lầm. Vì thế giám viện là Diệu Chân đại sư tính sắp xếp ấn hành, cậy tôi viết lời tựa, do vậy tôi được thuật duyên khởi như vậy đó. 60. Lời tựa cho cuốn Vạn Niên Bạn của Linh Nhàm Sơn Tự, năm Dân Quốc 21-1932. Chùa Linh Nhàm do Ngài Bảo Trí Thiền Sư Đại Lương khai sơn. Trí tích Bồ Tát Trùng Hưng là cuộc đất đạo tràng thủ thắng được nhiều đời cao tăng thuộc các tông thiền giáo luật trụ trì. Pháp môn tịnh độ là pháp môn thủ thắng vừa tiểu vừa đại, vừa cạn vừa sâu, hết sức bình thường nhưng hết sức đặc biệt. Lạ lùng, thoát khỏi sanh tử ngay trong một đời này, cách tu dễ dàng nhất, lợi ích sâu rộng nhất. Nơi đất cuộc đất tối thắng này, tu pháp mầu nhiệm nhất này, nếu không phải nhiều kiếp vun bồi há được gặp gỡ ư, nhưng muốn tu hạnh thủ thắng ắt phải nhờ vào các món vật cần dùng. Vì thế trên là kinh tượng và các món đồ vật, mỗi mỗi phải sắm sửa đầy đủ thì mới có thể thẳng đường tu tập không trở ngại. Nhưng đạo tràng tồn tại vĩnh viễn muôn đời, người thì mấy chục năm đã đổi thay, tất cả những thứ có được này nếu không ghi chép vào sổ lâu ngày có thể bị mất mát. Hơn nữa, qua bao lần thay đổi cũng không thể truy xét được nguồn gốc ban đầu. Do vậy, mỗi món đều được ghi lại để phạm những ai sống trong chùa này và làm trụ trì, làm giám viện. Thế những vật này, tâm liền tự suy nghĩ. Những vật này là những vật cần dùng để giúp chúng ta tu trì pháp môn tịnh độ, ngõ hầu tự lợi lợi tha để cùng sanh về thế giới cực lạc. Phải yêu mến như thịt nơi thân mình, giữ gìn như trọng mắt, chẳng phải là keo tiếc các vật mà chính là kính trọng tấm lòng, thành trợ đạo của thí chủ. Để mong ít cần, bớt dùng đạo nghiệp sẽ dễ thành tựu. Hết thảy pháp môn nếu chẳng đoạn sạch phiền hoặc sẽ chẳng thể thoát lìa sanh tử. Chỉ có pháp tịnh độ này, chỉ cần đầy đủ lòng tin chân thành nguyện thiết tha để có thể dựa vào cảnh giới Phật, có được đạo tràng tối thắng này, lại tu pháp môn tối thắng này, hả chẳng nên càng thêm mến tiếc giữ gìn quý trọng những vật cần dùng này ư? Nếu chẳng càng thêm giữ gìn quý trọng, tức là phung phí vật của trời phụ ơn thí chủ, dẫu có tu trì cũng khó được tương ứng cùng Phật. Vì sao? Do kẻ ấy chỉ cốt sao mình được yên ổn thảnh thơi, mặc kệ công sức người khác chế tạo, người xưa sắp đặt lo liệu đủ mọi nỗi khó khăn. Nguyên do sắm sửa những thứ ấy là để cho ta tu đạo hoặc hồng liễu sanh tử. Đã coi thường những vật này, chẳng biết mến tiếc tâm hạnh ấy, hoàn toàn chẳng tương ứng với đạo, làm sao cảm được Phật xót thương nhiếp thọ để được thoát ngay khỏi biển khổ sanh tử. Phạm những người chân thật tu hành ai phải nhẫn được những điều người khác chẳng thể nhẫn, hành được những điều người khác chẳng thể hành, chịu nhọc nhằn thay cho người, thành tựu điều tốt đẹp cho người. Được như thế thì tương ứng với đạo, tương ứng với Phật. Nguyện những người sống trong chùa này ai nấy đều cố gắng.